tên thiếu tướng giám đốc Quân nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hồng Nam bỏ chạy, đưa Vi Oanh, Thủy Tiên, Mr. Đàm ra làm đòn bẩy để hứng trọn những cú đấm thép của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng Lò Vôi. Kính thưa quý vị, gần đến ngày xét xử vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng thì các cơ quan đảng và nhà nước có sự chỉ đạo quy mô từ trên xuống dưới, yêu cầu các báo chí phải im lặng và một sự im lặng đến đáng sợ trong sự việc này. Vậy là các cơ quan chức năng đang muốn gì trong sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng về vấn đề này? Nếu như không nói ra thì chắc chắn đối với người dân Việt Nam thì ai cũng đã biết rõ đảng và nhà nước ta đang muốn nhân dân xóa sạch ký ức vì sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng. Vì sức ảnh hưởng quá lớn và khi còn nhắc đến cái tên Nguyễn Phương Hằng là còn nhắc đến những sai phạm, những khuất tất của các cơ quan chức năng đã làm, đã bị bợm đối với người dân trong suốt thời gian vừa qua. Và kèm với đó là những bức xúc của người dân về vấn đề tâm lý và sự thật ở Việt Nam đang bị chà đạp. Vợ chồng của nữ ca sĩ Thủy Tiên, tên cầu thủ Quang Vinh, làm từ thiện tại tỉnh Quảng Trị và tại huyện Thanh Chương của Nghệ An, số tiền chênh lệch lên đến hàng tỷ đồng. Rồi sau một thời gian báo chí đánh trống khua chiên rầm rộ, rồi tự nhiên im bặt khiến cho người dân không thể nào hiểu nổi các cơ quan điều tra đang muốn gì và số tiền đó đang nằm ở đâu, đang nằm trong tay ai. Nhưng điều đáng nói là sau khi bà Nguyễn Phương Hằng ngừng giai đoạn bóc phốt các ca nghệ sĩ bẩn ăn chặn tiền từ thiện và chuyển sang giai đoạn bóc phốt từng tên mặt chuột trong bộ máy chính quyền, thì bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt để điều tra. Nhưng điều đáng nói là sau khi bắt bà Nguyễn Phương Hằng về, không có tội gì để ghép lại đưa ả nữ ca sĩ kiêm hành nghề ghi điểm Vi Oanh này dựng lên làm con cờ để hợp thức hóa cho việc điều tra này. Khán giả và cộng đồng mạng lại đặt ra một câu hỏi lớn: nếu bà nữ ca sĩ kiêm hành nghề ghi điểm Vi Oanh này kiện bà Nguyễn Phương Hằng, đòi bà Nguyễn Phương Hằng phải bồi thường, thì nếu đúng luật pháp nghiêm minh, nó phải được giải quyết ở một phiên tòa dân sự. Cớ sao đến giờ phút này thì các cơ quan chức năng lại cố ghép cho bà Nguyễn Phương Hằng vào bằng được trong bộ luật hình sự? Và nếu đã ghép vào trong bộ luật hình sự thì tội vu khống xúc phạm nó thuộc về điều luật 156 quy định trong bộ luật hình sự với khung phạt là phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng. Nếu nghiêm trọng thì có khung phạt tù cao nhất là lên đến 1 năm tù. Vậy cớ sao các cơ quan chức năng lại phải lôi vào gắn ghép cho bằng được điều luật 331 để ghép tội cho bà Nguyễn Phương Hằng lên đến 7 năm tù? Trong khi đó, dù ai mù chữ thì cũng biết rõ điều 331 chính là điều luật mơ hồ để áp dụng cho những người chỉ trích việc làm mất dạy lưu manh của các cơ quan chính quyền, bộ máy của nhà nước. Vậy là đã rõ, bắt bà Nguyễn Phương Hằng trước rồi lúng túng đưa Vi Oanh lên để làm cớ để điều tra, rồi sau đó ghép vào điều 331. Trong khi thì Vi Oanh là một cá nhân nhưng lại ghép bà Nguyễn Phương Hằng vào tội là nói xấu tổ chức. Một sự thật điên rồ mà nếu không ai nói ra cũng biết đó là nước cờ lộ liễu của Phan Văn Mãi và Lê Hồng Nam. Nhưng đến giờ phút này, sau khoảng hơn 5 tháng điều tra, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng Lò Vôi cùng với đội ngũ luật sư của mình đã phản công một cách dữ dội và thậm chí vợ chồng của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Dũng Lò Vôi cùng với các luật sư của mình đã phản tố một cách dữ dội. Thì các cơ quan chức năng mà người đứng đầu là tên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi và tên Lê Hồng Nam, Thiếu tướng Giám đốc Quân nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu bỏ chạy và chỉ đạo cho báo chí im bặt về sự việc này. Đồng thời bắt Vi Oanh đứng ra gánh hết mọi trách nhiệm liên quan đến sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng trong thời gian tới đây, khi đưa ra xét xử vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng, thì một mình nữ ca sĩ kiêm hành nghề ghi điểm Vi Oanh này có đỡ nổi nước cờ của bà Nguyễn Phương Hằng này hay không? Thì chúng ta cần phải chờ xem trong thời gian tới đây. Thế nhưng cả Lê Hồng Nam và Phan Văn Mãi mà cũng ôm đầu bỏ chạy thì một mình ả nữ ca sĩ kiêm hành nghề ghi điểm Vi Oanh này hay là bà nhà báo Hanny Đức Hiển Thủy Tiên thì có nghĩa lý gì? Và chắc chắn nói đến đây quý vị cũng đủ hiểu cho kết cục của ả nữ ca sĩ kiêm hành nghề ghi điểm Vi Oanh này hay là Hanny và một số tên nghệ sĩ bẩn như là Mr. Đàm để gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng trong thời gian tới đây. Điều đặc biệt nhất là đến giờ phút này, vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tiên, tên cầu thủ Quang Vinh, đang run lật bật khi bà Nguyễn Phương Hằng đang dùng tất cả mọi vấn đề pháp lý cho bà nữ ca sĩ Thủy Tiên và tên cầu thủ Quang Vinh không giải thích rõ minh bạch số tiền 4,2 tỷ đồng tại tỉnh Quảng Trị và 70 triệu đồng tại huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ếch thì ngồi đáy giếng cùng bài đặt huênh hoang và tự đắc chính bản thân của mình là con cờ bị Phan Văn Mãi và Lê Hồng Nam lợi dụng, nhưng ngu dốt kém hiểu biết nên không nhận ra. Đối với ả nữ ca sĩ Vi Oanh trong thời gian tới đây, khi đưa ra xét xử vụ án bà Nguyễn Phương Hằng,
Nếu bà Nguyễn Phương Hằng bị phạt bao nhiêu năm tù thì đó chắc chắn là các cơ quan chức năng đã bị bợm, dùng quyền lực của mình để mà dồn ép cho người dân, chứ đó không phải là một phiên tòa công lý nữa. Chúng ta để hiểu quá rõ luật pháp ở Việt Nam đã bị chà đạp một cách trầm trọng. Quyền con người, quyền tự do ngôn luận đang bị xâm phạm một cách nghiêm trọng và minh chứng cụ thể nhất trong những ngày gần đây là phiên tòa xét xử Tỉnh Thất Bồng Lai, hay còn gọi là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Chúng tôi không bênh vực cho riêng ai, mà chúng tôi đang nói thẳng về vấn đề tâm lý đã điều tra trong suốt 10 tháng trời. Kết quả cuối cùng của Tỉnh Thất Bồng Lai là không có xả sư, không có loạn luân và không có bằng chứng để chứng minh là họ lừa đảo. Vậy cớ sao vẫn giữ nguyên cho họ là với khung tội danh là 331 và không đưa họ về đúng vấn đề pháp luật và đúng không? Tội của vấn đề tất nhiên đã có tội thì phải xử, phải trị. Nhưng khi xử khi trị mà không đúng người, không đúng tội đã khiến cho người bị bắt nhốt không phục vào phán quyết của tòa án. Thì đó là một vấn đề nguy hiểm cho lòng tin của người dân đối với các cơ quan chức năng chính quyền, vốn dĩ từ trước đến giờ nó đang ở con số 0 và đang thậm chí kéo ngược về âm. Tất cả đã rõ trắng đen rồi và không còn gì để bàn nữa. Tôi đã bắt rồi. Tao đã bắt rồi thì mày phải có tội. Không có tội tao cho báo chí thổi vài tháng kéo dài điều tra ra là cho thổi mạnh lên thì mày hiển nhiên có tội. Mà có tội chưa đủ thì tao cho báo chí thổi mạnh lên nữa thì mày sẽ có tội nặng hơn. Và tao ghép cho mày vào tội nào thì mày nhận tội đó cấm cãi. Vì mày là dân, tao là quan. Tao là cơ quan công quyền có quyền năng tối thượng và quyền lực tối đa. Cùng với đó, tao còn có một hệ thống lý luận cụ của Marx và của Lenin soi đường dẫn lối chói lòa. Quay trở lại với sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng, đến nay, sau khi bà Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng Lò Vôi cùng với đội ngũ luật sư của mình đã phản tố một cách dữ dội, thì tên thiếu tướng Lê Hồng Nam và tên Phan Văn Mãi, dù muốn hay không cũng đang gánh một luồng dư luận chỉ trích dữ dội. Vậy là hai tên mặt chuột này bắt đầu làm cá lặn mất tăm, và thế là sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng lại đổ dồn cho một mình ả nữ ca sĩ kiêm hành nghề cái điếm Vi Oanh, và có chăng hơn nữa đó là nhà báo Hèn Ni. Nhưng Vi Oanh, Hèn Ni thì lại là cá nhân, mà bà Nguyễn Phương Hằng thì lại là điều tra theo luật 331. Xúc phạm tổ chức ngược ngạo, vậy là việc làm này người dân Việt Nam lại đặt ra nghi ngờ rất là nhiều. Nhưng nghi ngờ lớn nhất của người dân bây giờ là không biết các cơ quan chức năng công quyền bây giờ có phải là họ đã bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi hay không. Liên quan đến sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng trong thời gian tới đây, thì những người làm chương trình SBTV của chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến quý vị, đặc biệt là những sự việc liên quan đến sự xét xử vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng thì còn nhiều vấn đề đáng nói đáng bàn trong phiên tòa xét xử tới đây. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì lò trái đến đích Phan Văn Mãi dính chùm trong cả Việt Á và sai phạm tại Bến Tre. Trong mấy ngày gần đây, sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng bị Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM chỉ đạo cho Lê Hồng Nam, Giám đốc Quan TP.HCM bắt giam và ghép vào điều luật 331 đã khiến cho rất nhiều người bức xúc. Thế nhưng ít ai biết rằng bà Nguyễn Phương Hằng đến giờ này lại là người nắm trong tay quá nhiều bằng chứng liên quan đến những sai phạm của Phan Văn Mãi này. Tưởng chừng như bịt được miệng bà Nguyễn Phương Hằng thì mọi việc kết thúc, nhưng sự thật là chiếc ghế quyền lực của Phan Văn Mãi đang bị lung lay bởi một thế lực khủng từ Trung ương. Thưa quý vị, Phan Văn Mãi là cái tên được Nguyễn Thành Phong và Nguyễn Văn Nên cất nhắc từ Bến Tre về Sài Gòn, mà như ngày hôm trước bản tin SBTV của chúng tôi đã có một bản tin thật dài để bạch hóa toàn bộ những hành trình của Phan Văn Mãi từ Bến Tre về được Thành phố Hồ Chí Minh, có sự giúp sức rất lớn từ ông Dũng Lò Vôi và bà Nguyễn Phương Hằng. Và thế lực của ông Nguyễn Thành Phong và ông Nguyễn Văn Nên đưa về Thành phố Hồ Chí Minh thay cho ông Trần Lưu Quang nghỉ hưu lúc đó. Để đánh bật được thế lực của Lê Thanh Hải và Tất Thành Cang, nên ông Nguyễn Phú Trọng đã cho phép ông Nguyễn Văn Nên chọn phụ tá cho mình. Và Phan Văn Mãi là cái tên được Nguyễn Văn Nên đặc biệt nhắc đến, và thế là phe của Nguyễn Phú Trọng xem như chiếm trọn thành phố lớn nhất trong cả nước này. Và ông Phạm Minh Chính coi như không cài được nhân sự cao cấp nào tại thành phố này. Có một điều mà ai cũng biết là sự ảnh hưởng của Thành phố Hồ Chí Minh lớn hơn rất nhiều so với các tỉnh miền Tây Nam Bộ cộng lại. Dù rằng ông Thủ tướng Phạm Minh Chính có về Cần Thơ làm đại biểu Quốc hội để kết nối với các vây cánh còn lại và thế lực đồ sộ của anh Ba Dũng tại đây. Nhưng biết điều đó chưa đủ mạnh, vì ông Nguyễn Phú Trọng có Nguyễn Văn Nên nắm cả Thành phố Hồ Chí Minh, và giờ đây còn có thêm Phan Văn Mãi làm Phó Bí thư Thường trực và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thì xem như phe của ông Phạm Minh Chính khó có cơ hội mà chen chân vào. Và để muốn thế lực của mình mạnh lên thì ông Phạm Minh Chính phải cài được thế lực của ông vào thành phố này. Cách đây mấy ngày thì báo chí nhà nước cũng đã đồng loạt đăng tin
là Thanh tra Chính phủ đã về đến Bến Tre để thanh tra đồng loạt các dự án sai phạm tại Bến Tre. Điều đáng nói là thanh tra tại Bến Tre là thanh tra những vấn đề sai phạm kể từ khi ông Phạm Mãi còn đang đương nhiệm nắm quyền, trong khi đó chỉ đạo thực hiện những sai phạm này. Và điều gì đến cũng đã đến, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt những sai phạm tại tỉnh Bến Tre, hàng loạt vấn đề về thu hồi đất, miễn giảm tiền thuế chưa đúng quy định đã xảy ra tại tỉnh Bến Tre. Đây là một dấu hiệu cho thấy ông Phạm Minh Chính đang chuẩn bị củi để đưa Phan Văn Mãi vào lò. Trong khi đó, Phan Văn Mãi chính là người đã nắm chức vụ bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre và chỉ đạo hàng loạt những sai phạm trước khi về nắm quyền tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng điều khó hiểu là không biết tại sao đến giờ ông Phạm Minh Chính mới cho thanh tra, sao không cho thanh tra sớm hơn mà lại đợi đến bây giờ, và đó là câu trả lời mà giới quan sát đặt ra để tìm câu trả lời cho bản chất của sự việc. Hiện nay thanh tra của chính phủ đang nắm tới những sai phạm trong lĩnh vực tài chính và đất đai tại tỉnh này, và đây là hai lĩnh vực then chốt nhất mà các quan chức chính quyền dễ bị mắc sai lầm nhất, và những dự án sai phạm của Phan Văn Mãi đã được phơi bày khi thanh tra chính phủ vào cuộc. Và bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.